Ngôi miếu này á là nằm ở mé bên đường mà phía ngoài mặt biển lại, xoay hướng vào trong núi, lưng thì đưa ra ngoài biển. Các bạn thấy không? Miếu này thì thờ hai cái hình mà Kha thấy là giống như một nam một nữ, mờ quá Kha không nhìn rõ mọi người. Thì bây giờ không biết như thế nào nữa thì Kha cứ gọi là cậu đi, cứ gọi là miếu cậu đi. Hello mọi người, Kha xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của Kha nha. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình của mình. Hiện tại Kha đang đứng ở trên cái con đường này là cái con đường quốc phòng. Là cái con đường này Kha có quay mấy cái video phóng sinh chim ở trên cái con đường này rồi mọi người. Phía sau Kha đây là núi nè, còn phía trước Kha đây là biển nè. Đó, thì cái con đường này có tên là con đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng mà người ta còn gọi là đường quốc phòng á. Thì cái view ở cái con đường này cũng khá là đẹp. Thì Kha đang đi trên con đường này thì Kha vô tình thấy được một cái miếu thờ. Cái miếu thờ này nhưng mà lạ lắm mọi người. Tức là ở cái con đường này á, dọc nguyên cái con đường này thì Kha chẳng thấy cái miếu thờ nào cả. Đó, chỉ có một cái hang động là cái hang đá mà lúc trước Kha có quay cái hang đá mà thờ tượng mẹ Quan Âm á mọi người. Đó, chỉ có một cái đó là bây giờ Kha chạy thì Kha vô tình nhìn thấy. Kha có lẽ Kha nghĩ là ngôi miếu này cũng có ở đây lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì Kha mới nhìn thấy được. Đây, mọi người xem. Ngôi miếu bên đây nè mọi người. Đó nha, đây là ngôi miếu mà Kha vô tình thấy được. Thì Kha dừng lại Kha xem thử như thế nào, thì khi mà Kha tới gần á thì Kha mới thấy phía trong á có hai hình thờ. Và bây giờ Kha sẽ vào để cùng với mọi người xem thử ngôi miếu là như thế nào nha. Thì mọi người, ngôi miếu này á là nằm ở mé bên đường mà phía ngoài mặt biển lại, xoay hướng vào trong núi, lưng thì đưa ra ngoài biển đó. Và ở trong miếu này thì thờ hai hình, thì Kha thấy là thờ hai hình, và một hình như là hai hình này là hai hình người nhỏ thôi mọi người, nhưng mà Kha không biết là mất khi nào đó và thờ đây khi nào, nhưng mà hai hình này thì hai hình còn nhỏ đó mọi người xem. Đó, các bạn thấy không? Miếu này thì thờ hai cái hình mà Kha thấy là giống như một nam một nữ, mờ quá Kha không nhìn rõ mọi người. Một nam một nữ hay là hai nam thì Kha không biết. Hình bên đây này thì Kha nhìn thấy là hình nam. Đó, còn hình bên đây thì Kha cũng không nhìn rõ. Nói chung là thờ hai hình. Tại bây giờ là người ta mất rồi thì dù sao cũng là tâm linh và có thể là bề trên đó, cho nên là Kha không dám mạo phạm. Kha chỉ có thể là nói là nhìn thấy hai hình thôi, chứ còn mà nam hay nữ thì Kha không có dám nói nha mọi người. Nhưng mà Kha nhìn thấy được là hai hình này còn nhỏ thôi, người còn nhỏ thôi, thì mình nghĩ là chắc lúc mất là còn nhỏ. Thì bây giờ không biết như thế nào nữa thì Kha cứ gọi là cậu đi, cứ gọi là miếu cậu đi. Tại vì Kha thấy thường thường á, nhưng mà người ta khi mất đi lúc còn nhỏ á thì thường thường á rất là linh mọi người. Đó, cho nên là Kha gọi là miếu cậu luôn nha. Kha, mọi người cho phép Kha gọi là miếu cậu luôn. Đó. Và hai bên đây này, hai bên đây là dán hai cái phông chữ mà nhìn không có rõ. Bây giờ để Kha nhìn kỹ là Kha đọc cho mọi người xem nha. Chữ này giống như là không thể nào mà đọc được luôn á mọi người. Đọc được từng chữ cái thì Kha đọc được, chứ mà đọc ráp lại Kha đọc không được. Chữ B này, chữ U này, chữ Y,
Rồi chữ chữ E, chữ H, chữ A, chữ N, chữ H. Nói chung là Kha đọc không hiểu luôn. Một dãy dài nhưng mà để ráp lại thành một cái chữ có đầy đủ thì Kha không thể nào có đọc được. Đây nữa này, chữ N, chữ Y, chữ U, chữ Y, chữ E. À, cái này giống như là Nguyễn vậy mọi người. Nguyễn. Đây nè, chữ ở trên Kha đọc được là chữ Nguyễn này nha. Nguyễn, bên đây Kha đọc không được, bên đây Kha đọc được chữ Nguyễn. Dưới đây gì? Nguyễn. Giống như là Nguyễn Chế hay Nguyễn Khế gì đó. Dưới đây là T C gì? Ư. Không biết sao mà đọc không có ra luôn á mọi người. Xin lỗi mọi người nha, Kha đọc không rõ luôn. Nói chung là viết khó đọc quá, Kha đọc không được. Thì theo như mình nghĩ là có thể là hai cái dòng chữ này là hai cái tên họ của hai người trong đây. Thì hai nén nhang này không ai khác thấp ngoài Kha nha mọi người. Lúc đầu là trước khi bà Kha quay á, là Kha vô Kha nhìn thử và Kha đã thắp hai nén nhang và Kha xin rồi. Kha xin trước khi quay rồi. Ở tại vì tâm linh là lập nên cái ngôi miếu như vậy thì mình là người kiểu như là mình là người phàm mất thịt thì mình phải nên tôn trọng mọi người. Đó cho nên trước khi vào thì Kha đã thắp hai nén nhang Kha xin. Thì cái ngôi miếu này á, ở trên đây có cái tấm giấy mà viết A Di Đà Phật. Đó, thì mọi người xem, nó thấy cái view miếu nè. Hai bên đây có hai cái lư hương nữa. Hồi nãy Kha thắp hai cái nhang ở trong đây. Nhưng mà Kha không có thắp hai bên lư hương này. Phía ngồi đây có một cái chỗ đốt giấy. Thì mình nghĩ là kiểu như là lúc mà người ta cúng á, cái này để người ta đốt giấy nè mọi người. Bây giờ lúc nãy là Kha thắp hương ở trong đây, bây giờ Kha thắp hương hai cái này luôn nha. Rồi, mình thắp hai nén nhang ở bên hai bên đây và hai trong đây, tức là bây giờ là Kha đã thắp được 4 nén nhang. Thì mọi người nghe thấy không? Ở trong đây có một cái hộp. Có một cái hộp mà thường là người ta móc là để cái hộp ở trên bàn thờ để người ta mở kinh đó mọi người. Đây, mọi người xem cái hộp thấy không? Đó. Mấy cái bông hoa ở trong đây có một cái chậu hoa giả và hai chậu hoa thật luôn. Chậu hoa thật thì giấu nước bình hoa rồi, kiểu như là giống như người ta mới thay đây vậy mọi người. Thì theo như mình nghĩ á, đây có một chai nước lọc á mà có chuỗi nó quét thường xuyên nè. Theo như Kha nghĩ là ở đây là người ta thường xuyên tới dọn và cúng lắm. Kha nghĩ như vậy. Nhìn ra phía sau nè mọi người. Cái view phía sau cực kỳ đẹp luôn. Và cái dấu sơn này thì Kha nhìn thấy dấu như mới làm là vậy, mới sơn này, mọi người xem này, dấu sơn mới tinh luôn này, rồi vô mà còn cái cảm giác mà sơn dầu á, nó còn ỉ luôn, nó còn mềm mềm luôn mọi người, nắng nó chiếu á. Trên đây cái nóc miếu thì được làm bằng cái tôn, mà cái tôn kiểu như cái tôn phi rô hồi xưa á đó, mọi người thấy không? À, ngồi sâu đây nè mọi người, ngồi sâu đây nè. Đây nè, có những cái đèn đây nè, đằng sau có những cái đèn mà người ta bỏ nè. Đó mọi người nhìn thấy không, giống như là người ta cúng gì, người ta cúng xong người ta bỏ á. Đây các bạn, nhang này. À, đây mọi người xem này, ở đây có hình búp bê, tượng có búp bê giống như là búp bê thờ cúng á mọi người. Dưới đây thì có một cái lon sơn, chắc người ta làm ta để đây á.
thì Kha nhìn cái hình búp bê này á, à, thì Kha đoán được là có thể là hai người mất trong đây là còn nhỏ thôi. Lúc mất là còn nhỏ, nhưng mà mình không biết là mất được bao lâu rồi và mất khi nào á mọi người. Nhưng mà hai hình thờ trong đó còn nhỏ, và đây là búp bê này cũng như là người ta đi người ta cúng á. Đó thì nói chung là ở đây á là cái con đường quốc phòng, là cái đoạn này á, nếu như mà người dân Ninh Thuận á, là các bạn biết đi từ cái hướng Cà Ná Thương Diêm mà đi về lại Phan Rang Tháp Chàm á, thì từ hướng Cà Ná mọi người chạy qua tới bên đây khoảng chừng 5 đến 6 cây số, mọi người chạy dọc quay theo cái con đường, mọi người nhìn cái hướng bên biển á đó, thì mọi người rờ tới cái đoạn eo cua này nè đó, mọi người chỉ thấy được một cái miếu màu vàng, đó là miếu này nè. Thì bây giờ Kha gọi là miếu cậu rồi nha, chứ không biết là gọi sao nữa, tại vì Kha đi đây cũng rất là nhiều, nhưng mà đây á là lần đầu tiên Kha nhìn thấy. Kiểu như hồi đó giờ mình đi mình không để ý á mọi người, hôm nay thì mới vô tình nhìn thấy thôi. Thì cũng khá là tò mò, nếu như mọi người ai biết được cái lịch sử của miếu này và lịch sử thờ người mất ở trong đây như thế nào, thì hãy để lại cho Kha một cái bình luận để xem thử coi cốc tâm linh này thế nào nha. Thì theo như nãy giờ mọi người xem Kha quay cái ngôi miếu này, thì theo như cảm nghĩ của mọi người như thế nào, thì hãy để lại một bình luận cho Kha biết nha. Nó rất là lạ, Kha đi qua đây biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên Kha thấy được ngôi miếu nằm ngay đây. Theo như Kha nghĩ là có lâu rồi, nhưng mà tại vì mình đi mình không để ý thôi. Nhìn vào thì có vị khá là tâm linh mọi người. Thì có lẽ là Kha nên dừng video tại đây. Thì cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để theo dõi video của Kha nha. Qua ngày mới, Kha chúc mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Và hy vọng có một dịp nữa Kha sẽ ghé lại thăm ngôi miếu này lần thứ hai. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Bây giờ xin phép hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người.